Nó quay lại được, nó cắn. Chào anh em nha, hôm nay là ngày thứ ba, ngày cuối cùng trong chuyến sinh tồn 70, cắm trại sinh tồn 72 giờ của ba anh em tụi mình nha. Bây giờ mình sẽ nêu cảm nghĩ của hai cô em lần đầu tiên mà nó đi một hành trình dài 3 ngày như thế này. Sao Hậu? Cảm giác như thế nào? Nói chung là như là có một cái kỷ niệm rất là mãn nguyện. Đúng không? Rất mệt mỏi nhưng mà rất là vui. Còn hiểu. Sao em là chỉ táo là biết lạnh và mũi nó chết thêm thôi. Mệt không? Đi mấy ngày nay mệt không? Quá mệt luôn. Anh cũng đuối rồi. Trong anh em mình cố gắng còn ngày cuối cùng nữa nha. Bây giờ mấy anh em mình đi sẽ xuống đi thêm bẫy chuột, sau đó để mình coi thử có chuột hay không mình mới set up được cái nội dung tiếp theo nha mọi người. Chứ bây giờ mình tính trước là không bước không qua đâu. Thì ba anh em mình sẽ xuống cái chỗ mình đặt bẫy ngày hôm qua, mình thêm bẫy thử 10 cái bẫy đó sẽ dính được bao nhiêu con chuột, hay là hôm nay là mớm nha anh em. Giờ mấy anh em mình đã xuống điểm gài bẫy chuột nha. Có không hiểu? Dạ nó sập mà không có. Wow, bẫy đầu tiên sập mà không có. Có mẹ luôn hiểu ơi. Ok, hôm nay mớm không ta? Wow. Mới khởi đầu thấy hơi không bị suôn sẻ rồi nha anh em. Bẫy thứ hai còn nguyên luôn, không có gì hết. Khởi động hai cái bẫy đầu tiên mà thấy không suôn sẻ rồi mọi người ơi. Không biết những cái bẫy còn lại ra sao đây. Có wow, cũng còn nguyên luôn, không nhúc nhích. Có khi mình đổi cái điểm đặt bẫy lên không có kết quả gì anh em ơi. Bẫy đang không có gì hết. Hôm nay ngày cuối cùng mà cảm thấy hơi bị mớm nhiều á. 4-7 rồi chưa có bẫy nào dính hết, thất bại quá anh em ơi. Wow, bẫy cũng còn nguyên luôn. 7 à, nhưng mà đánh xa điểm à, mình đánh như điểm phía dưới ngày hôm qua là ổn à. Wow, đây 6-7 cũng còn nguyên luôn, không có một chút gì hết. Bảy bảy không, không có luôn, mớm không, thất bại thật sự rồi các bạn ơi. Mình chủ quan quá, mình đổi điểm này nè, không có hiệu quả gì hết. Wow, đây cũng không có gì luôn. Wow, đây cũng không có gì luôn. Hôm nay giờ không có một con gì luôn. 17 rắn toàn tập luôn. Rồi giờ anh em mình phải nghiên cứu một cái món gì để làm clip cho anh em xem. Chứ bị anh em mình về lều mình chuẩn bị câu rắn mối nha hai đứa. Dạ. Em phải chuyển phương án thôi, chứ bây giờ mấy chuột không có một con nào hết. Nghĩ là do xương á anh. Xương chứ, ướt lông. Không phải đâu. Cả. Do nghĩ mình đánh bị sai điểm á. Sai điểm, ngày hôm qua mình đánh cái điểm phía dưới kia. Cảm thấy ổn ghê lắm. Để mình đổi điểm. Mình đổi điểm lên phía xa hơn đây này một khúc luôn. Cuối cùng không có một con nào luôn. Sao lạ ta? Thì phải nghiên cứu cái gì để trưa nấu ăn à.
kiếm nghiên cứu chứ đói á. Bây giờ anh em mình về về lều lấy cái những cái dây câu của cần câu có lát quá, anh em mình tháo ra để lấy dây để mình đi câu đóng mối nha. Cần câu đóng mối những cái lùm chuối này, mấy cái bờ cái lùm tre rồi. Wow, thật sự sáng nay ngày cuối cùng mà thấy buồn quá, không có một con gì hết, 17 trắng tịch luôn. Rồi bây giờ anh em mình đây đây một con mắt cái tiếng nào không thử á. Chưa thấy mùi khá là mập. Rồi đóng mối là phải nhử ra chỗ trống rồi. Nặng mồi chạy lên 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 để mình thay con mồi. Thay con mồi khác rồi mình sẽ xịt đầu tiếp nha. Nó hai mang đó. Xíu rồi mình quay lại lần này. Anh em câu đóng mối là mình câu những cái điểm nào mình nhử ra nó không có cái điểm bám là mình dễ câu đó. Còn đây có cỏ nhiều quá, nó bám mà khó dính. Đây là wow, một con siêu to luôn. Đang thấy chạy quá. Một em khá to nha. Đó, mình sẽ bỏ ở đây. Đó. Em đầu tiên nha. Đây là mình thường câu mình phải có cái thùng sơn á, là mình dỡ để mình hứng. Còn đây mình đi ra đồng thì mình không có cái dụng cụ gì để em hứng, đây mình có gì thì mình dùng ngay thôi. Ồ, to chứ. Con này là con nãy hay con khác anh Toàn? Khác. Mình cứ nhấp vô mấy cái lùm á, khó là nó phi ra liền. Em thấy mập không? Hai con. Ôi hí hí. Chà nha. Đó. Hai em bé ú à. Nên thấy không? Wow. Hai con. Có đạm không? Có đạm không? Tiếp tục đi. Có thùng sơn anh em, dễ câu đó. Đây mình không có thùng sơn. Đây mình không. Cũng quá đẹp ơi. Nó to mà nó cứ bám cát này, mình không có thể nào mình dỡ lên được. Bên này có con to mà nó ăn mất rồi em. Yeah. To mà nó bám á.
mình không dỡ lên cỏ nhiều quá. Cò còn nó to hơn hai con này luôn, to hơn hai con này luôn, dễ sợ luôn. Bên dưới này có mà nó ăn mất một mồi luôn. Mình ngồi mình nghĩ mát tiếng sáng quá. Đi bắt cầu cào nha. Đi nãy là được hai con. Con kia khá to, to hơn hang này luôn. Mà nó có cỏ này, nó cứ bám vô cỏ này, mình không có cách nào mà mình dỡ nó được. Để xíu mình ráng đi thêm tầm có tới trưa, tới có 10 giờ, 9 giờ rưỡi, 10 giờ mình về mình kiếm thêm để nấu cơm mấy này mang chứ sáng giờ chưa ăn gì, thật sự là cũng đói à. Nắng quá các bạn ơi. Đây nhìn ra xa thấy cái leo của mình không? Nắng dã man luôn. Mang răng máu quá, to mà nó khôn quá, câu mà nó ra nhấp xem cán mồi nó tha đây à. Do ở ngoài bụi đây là nó khó, địa hình nó rất là khó vì nó bám vô cỏ vô gai chứ mình không có cái gì mình hứng á, nên khó câu cực kỳ luôn. Anh em mình cố gắng câu thêm, kiếm thêm coi 7-8 con về mình nấu cơm mình ăn chứ mới có 2 con à. Cố gắng lên nha Hậu Diệu ơi. Dạ. Oh, quá nắng luôn. Bao phê luôn. Để xuống lại mấy cái đâm chuối dưới kia nè. Này mình tiếp tục câu. Được 2 con cũng tương đối là to. Rồi thật sự là bây giờ rất là đuối luôn anh em ơi. Đi câu sáng giờ mà cái khó là mình không có cái thùng sơn để đựng á. Mình câu mình dở lên cái nó cứ bám rác, cái mình chụp nó không kịp, cái nó cứ tuột à. Giờ là 11 giờ mấy rồi. Đứa nào? Có mấy con à. Anh em mình đi câu mà anh em biết bao lâu không? 3 tiếng mấy đồng hồ. Được có mấy con này? 2 4 6 con. Thật sự quá mệt luôn. Bây giờ ở trên đồng mùa này không có cái đồ gì để săn bắt nữa anh em ơi. Bây giờ nếu trên đồng mình quay một chuyến 24 giờ 48 giờ hay 72 giờ thì phải đợi tầm có 15-20 ngày nữa là ở quê mình vô mùa lục lũ về anh em, là mình mới có cá rồi hàng mình bắt nhiều. Chứ bây giờ thật sự là câu cá hay thả lưới hay là bắt ếch gì cũng không có gì hết trơn á. Đi sáng giờ mà được có mấy con đang mối à. Quá là buồn. Quá thất vọng luôn anh em ơi. Bây giờ chắc mình với cô Hậu, cô Hiểu bây giờ ba anh em mình đuối rồi. Chắc về tròi mình nằm một xíu, bây giờ trưa là 11 giờ mấy rồi. Mình về mình nằm một xíu rồi có tầm 1-2 giờ mình ra ngoài xong mình hái bèo đột lục bình non á, mình về mình nấu ăn rồi chắc mình kết thúc chuyến sinh tồn để chiều rồi mình nấu ăn rồi mình kết thúc chuyến sinh tồn. Chắc mình định 72 giờ mà chắc còn xuống còn 60 giờ anh em ơi. Chứ bây giờ mình ở tới sáng mai, mình ngủ tới sáng mai rồi mình về cũng được, nhưng clip nó không có gì để hấp dẫn cho anh em xem. Lý vô tròi mà rồi mình nằm mình ngủ rồi mình đợi tới sáng mai về thì clip nó không có gì mà để hấp dẫn anh em. Nên chắc mình xin dừng clip một chuyến cắm trại sinh tồn trong vòng 60 giờ nha mọi người. Chứ bây giờ ở lại thì ba anh em mình ở lại ngủ thì vẫn được, mà đi thì phải có săn bắt những có đồ ăn gì hấp dẫn, chứ đi thì ngủ thì anh em mình đi 10 ngày cũng được mọi người ơi. Chuyến này là gọi là mình khá là thất vọng nha, là không có được như sự mong muốn của mình. Ra thì chỉ bắt được vài con cá rồi 1-2 con rắn rồi được 2 con chuột, để được mấy con rắn mối đây. Thật sự thức ăn quá ít luôn. Để mình đợi 15-20 ngày nữa Hậu còn không? Còn anh ơi. Nếu Hậu còn thì anh em mình làm chuyến 24 giờ hay là 48 giờ. Nếu thằng Hậu nó đi Sài Gòn thì mình vẫn làm clip đó cho anh em xem nha. Mình sẽ săn bắt đồ nó sẽ phong phú hơn bây giờ. Nói chung mình làm clip mà không như
như mình đang múa mình cảm thấy rất là buồn, nên mình biết là khán giả xem clip cũng cảm thấy rất là khó chịu vì clip mà đi quay mà mình bắt có mấy con đồ để về mình dùng thì clip nó không có hấp dẫn nha anh em ơi. Hẹn anh em một ngày gần nhất nha, thì anh em về liều mình nằm hạt, mình nằm mình ngủ luôn, mình giữa lưng xíu luôn hả? Anh giờ anh đuối không à? Chắc kiếm tôi đâu nè, em đi từ sáng giờ 3 tiếng mấy, 3 tiếng á, thật sự là mệt luôn. Nằm xíu làm mồi. Trong anh em yêu quý Toàn thì cũng tham cảm cho Toàn nha, chuyến này thật sự là thất bại, không có như mình mong muốn được. Ồ, chắc chiều mát răng mối đây, chắc mình đem mình nướng á, đem mình nướng ăn mấy cơm nè. Hôm nay đặt máu khá to. Thôi ba anh em mình nghỉ ngơi xíu rồi 1-2 chiều anh em mình ra. Tôi đói ráng uống nước cho đỡ đói đi. Giờ anh mệt rồi, bây giờ anh đi nấu cơm cũng hết nổi rồi. Khát nước giả miệng luôn. Thôi nằm nghỉ xíu rồi chút nữa anh em mình dậy nấu cơm ăn. Thôi bây giờ ba anh em mình chắc cũng ngồi dưới tán cây để cho nó mát chứ, nên đồng ngã liều mình bây giờ liều mình ở giữa đồng á. Nắng á. Bây giờ mình dựa lưng xíu rồi mình sẵn mình ra bên cái sông này mình hái ít cho đọt lục bình nữa rồi mình về ba anh em mình nấu cơm ăn nha mọi người. Bây giờ cũng chiều rồi mọi người ơi, bây giờ ông đầu giờ chiều rồi, bây giờ má anh em mình đi hái đột lục bình nè, về mình nấu ăn xong hoàng chắc chiều tối á, ăn xong dọn dẹp rồi anh em mình về đó không hái mấy đột á, hái mấy đột non có bông á, còn nó đúng nha. Ủa đúng hả? Đúng lắm. Hái mấy đó. Wow, khá lúng luôn nè. Hái mấy đó, đưa anh đọt nào. Này, mình hái mấy cái đọt này. Vậy mình ù lúng quá. Kéo cái khúc nào gần bờ, mấy nãy đi qua bên kia được rồi. Đi qua con khỉ bên kia. Đi qua con khỉ bên kia. Đúng quá. Á. Đập gai. Này mấy đọt đây nè, non lắm này. Anh em mình đi hái về. Mình luộc xong nướng mấy con răng mối. Ấy. Đó hiểu. Chiều bây giờ ở quê mình nó trời âm u. Anh em thấy cầu khỉ y tí nha. Cái chỗ hôm qua mình thả chuột như có bèo á. À hơi ít chứ sao. Hái này chạm nó xuống dưới. Hái thêm. Còn cái bông ngồi kia hiểu, quất luôn hiểu. Còn bông kia này hiểu. Theo quê mình yên bình rồi. Quá bình yên. Ủa, sáng giờ chưa ăn gì. Cào ruột luôn. Rồi hiểu đi xuống cái khúc kia này. Khúc này ít hơn cái khúc kia. Chưa ăn thấy hiểu. Được mấy bông, 4 bông rồi. Ồ, hiểu. Hái được nhiều ra nha mọi người. Hái thêm cái tầm 20-30 bông nữa. Về mình luộc hay mình xào gì mình ăn đỡ đi. Hôm nay thất bại. Hẹn anh em clip gần nhất Toàn sẽ cố gắng, Toàn là không thể làm để cho anh em thất bại đâu. Để nghiên cứu đồng hồ khế hay là mùa đây thì biển động lắm anh em ơi, vô mùa mưa bão mà. Toàn thì toàn xe sống nữa này, không có những nguy hiểm đó. Mùa đây thì không có thể nào mà đi ra biển sinh tồn được đâu. Wow. Hái mấy đọt kìa. Ở dưới kia gần chứ không cần là qua lúng mà hậu ơi. Này hình như là nhúng lẩu được đúng không anh? Đúng không, nhúng lẩu được, xào tỏi ngon lắm. Mình đi xuống kia mình hái thêm ít nữa. Rồi hái mấy đọt ra.
mấy đọt. Cái đoạn này là đoạn chuột nhiều nè. Ừ. Dài được không đọt? Không hát mới đọt non thôi. Đi xuống ở dưới nghe khúc kia có đọt bình non hơn. Wow. Quá trời luôn. Anh em thấy không? Quyền này đến xong. Mấy trước mình ngày hôm kia mình thả bảy lộc bình chứ thả bảy chuột ở đây có hàng công nhân mà bây giờ tại nhiên hồi sáng mình giờ điểm mới xa sách mất rồi. Wow. Anh em đuổi luôn ra nhiều khá là nhiều lại hái thêm cỡ tầm thêm cỡ bao nhiêu nữa là đủ rồi. Xa xa có con đang cái cỏ cái cỏ với bò hả cô? Ôi sao con cát trên bờ mà có lõi xuống dưới vậy? Bờ của người ta trên bờ của người ta hả? Gì con gì đâu 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 nổi chưa gà của em nổi chưa gà đâu 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 đây này 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 đâu con phải con treo vậy ui vậy từ từ con rắn gì vậy con trang không nưa á từ 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 hiểu coi cái đầu nó bên nào vậy bên đây cái đầu đó cái đầu bên đây đi đầu đâu đâu đây 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 con trang không nưa vậy anh em ui y vài Thôi hiểu quá. Con Trang không nưa hả anh em? Con sống vậy? Không biết nó khi em nè. Nó chữa sao anh em ơi? Sao thấy cái trời ơi. Ui, cái này bắt tay được không đó? Từ từ từ. Hiểu. Hâu, em chạy vô cái đám chuối kia rút cây. Vâng, anh em. Đây mà đây mà ai đi cái cỏ mà gẹp nó không cái không biết là nó cắn cái sao đâu. Ui anh em ơi. Ủa coi hiểu ơi. Đúng rồi. Con Trang không nưa hả ta? Mình nghe mọi người nói là con nưa nó có chín là mũi nó cắn là rất độc nha anh em. Đồng hiểu. Sao đây ta? Hiểu ơi. Nè anh Hậu. Rồi đây. Em chạy giùm cầm em cầm cái bao cho anh. Rồi anh em coi đây. Rồi con này mà bắt có YouTube có bị phạt không ta? Có cây rồi. Thôi cái cây dài dữ. Cây trong chuối của ba em. Coi. Quay mà lấy cái cây. Cây trong chuối. Rồi. Ấu. Rồi. Qua đường Trang không đưa này. Có thứ con đưa chết mẹ luôn á. Cái đầu đâu? Cái lần đầu tiên em gặp lên em ơi. Trời ơi. Ui lần đầu tiên em gặp con Trăng ngồi đào luôn á. Nó chữa sao ta? Chữa rồi. Sao cái đuôi của nó lú vậy? Ui. Nổi vô gà luôn. Động cái em ra thử. Ý đâu nằm dưới đây mà sao mà thấy hay vậy? Ủa em ra xém đạp nó luôn á trời. Trời ơi. Từ. Xíu đạp nó rồi. Ơ. Nó quay lại nó cắn. Từ. Từ ông có nó cắn. Ê. Ở đây nè. Kéo. Ê. kéo đuôi anh giữ vô kéo đây kéo từ ê ẩu ghê quá anh em ơi nổi giờ gà luôn á hiểu chạy đâu rồi anh nó về lấy bao đâu ê
Ủa nặng quá. Anh để bò đi, để bò đi em giật đuôi nó. Đâu? Kéo từ từ. Đâu sao đâu? Ủa ghê. Đúng ghê luôn. Ủa sao nó chạy qua đây vậy? Rồi anh em coi. Ui. Nó nổi vô gà luôn. Con này có chữa hay sao anh em? Chữa thấy cái mình nó phình hay là nó mập ta? Ui con này là... to quá vậy. Trời ơi. Trời. Tu. Này gặp mấy bà. Để chờ hiểu về thấy bao. Lâu dưới trời. Từ 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 từ. Từ từ đừng có đi từ từ. Đừng có gây phải bạo hành quá YouTube nó phạt ạ. Rồi giữ giữ giữ. Ý, nặng quá. Kéo kéo đuôi từ từ anh giữ đầu cho. Đâu kéo 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 đi nó què lại được đâu. Ồ. Anh em nhìn ghê không? Nó nặng. Thôi thả thọc. Con này biết về làm món được không ta? Để về anh hỏi hiện thử. Chữa anh toàn rồi. Không biết á. Ấy là chữa ấy mà ấy rồi. Mình làm đi con làm thịt YouTube có bị phạt không á. Rồi anh em coi. Em quay mình coi, quay cho anh em xem. Chữa sao bụng bự vậy chứ. Trời. Mời tới cái đít đó nè. Cái đuôi nó nè anh em à. Con trăng, có hai mũi hả? À? Mấy mũi? Hai cái hả, con trăng. Ừ, coi thử. Trăng với mấy nữa. Con đưa chín nó mũi lần á. Ủa nó mạnh lắm anh em ơi. À, có hai lỗ mũi á. Kéo từ đầu, kéo đây, giữ đầu cho khỏi quà lại. Kéo đây. Được, kéo được. Nhị đâu. Giữ im được, đừng cho nó chạy. Thở không? Wow. Nhìn anh em nhìn ghê không? Nhanh liều. Bao. Lừa nó vô hay sao? Nhanh đây. Tùng, em đạp rồi. Đây, em cầm quay xa chứ đừng qua gần, quay gần đây. Quay gần YouTube phạt đó. Hiểu, à, không có cầm cầm ba cho anh. Hiểu, lưu đuôi cho xa. Ồ, xa anh xa nó kéo đấy. Xa đó, chứ YouTube thấy cái xa ra chứ hiểu không? Xa ra để không thấy chụp. Ui, khi. Sao khi ta? Đang hàng đưa ta. Mạnh quá. Ui, thịt nó khi ta? Đang đưa ta. Hai lỗ mũi mà. Ui, nó khi. Phải không mà chết. Phải trăng con tự. Ui. Sao khi ta? Con trang hình như đâu có khi, sao con này khi ta? Giữ đuôi nha, mạnh lắm nha. Đâu? Quay ra xa ra hiệu. Vô đuôi trước hả? Ờ. Chạy mất cái dây rồi. Mày chuối đây. Mày sao á? Mày sao nó kì ghê ta? Bây giờ mình về mà. Mình hỏi anh Hiển thử đi. Biết con này có làm. Ủa, anh em nghe khi chăm. Anh em nghe dí sát camera vô hiệp. Nó kì ghê. Ừ. Bắt hồn luôn. Mấy của hậu thấy mà nổi da gà luôn mà. Cái đây mà gặp mấy cô mà đi cái cỏ đây anh em. Cái cỏ này mà không biết dặm cái là xỉu luôn. Ôi mỏi. Đuối luôn. Mỏi. Xí rồi. Anh. Nhưng mà chạy nhờ chạy đâu lát. Wow, chạy sao chạy xỉu luôn.
Ủa đây mà bà coi cái cỏ dưới, nó bò đâu dưới dưới mày nãy xuống bèo dưới dưới bình thử chắc bà xỉu luôn. Anh em ơi, bây giờ gì? Bây giờ mình gọi anh Hiển hay mình về? Anh về hỏi anh Hiển tư vấn con này làm thịt không? Chứ mình làm bây giờ là YouTube nó phạt mình xem luôn á. Từ máy này mà mới làm có 30-30 mấy video mà bị phạt vàng kiếm tiền, mất 3 video với mấy video mà đi săn bắt y như kiểu vậy nè, đi mình đi sinh tồn mà không có thức ăn nên mình cũng hủy bỏ xóa video, mình cũng không có đăng. Được không? Anh em đón con này có tầm mấy ký? Bây giờ chắc mình liên hệ với anh Hiển thử ở con này có nên quay clip được không? Đi học. Chắc anh em mình trả lại cây trong chuối. Chắc anh em mình về tư vấn nha anh Hiển rồi xem chắc mình cũng rút lui luôn á. Không biết con này con này làm không biết nữa. Không. Trả lại cây trong chuối. Khá nặng luôn. Bây giờ anh em mình đi xuống hỏi ý kiến của sếp Hiển này. Nhà này bay mưa quá. Wow. Hiển ta. Giờ này chim ta. Em làm việc chăm chỉ với ta. Đang live chim. Hiển đâu? Cầm không, nhanh vô. Con Trang. Gì vậy? Con Trang. Sao đi sinh tồn mà vậy đây? Mưa mà lại tim. Hử? Mưa mà lại tim. Sao đi sinh tồn vậy đây? Có bác được con Trang. Gì nặng với mày? Con Trang á, ông giỡn thiệt chứ giỡn đâu mà. Không em xem thử tôi quay clip được không? Nặng với mày. Mà thấy ông bỏ bùn trong này á, không thiệt á, trôn á. Không phải, tôi thiệt chứ. Cái nào đang đi sinh tồn chuyển qua trôn không? Không có thiệt á. Có gì vậy? Con Trang. Nè. Ok Hiển. Con coi nha, nó thể ra. Tại toàn như con chân với mày. Tụi tôi thiệt á. Tôi định làm nó thật mà về tôi hỏi anh đâu chị Milan đi đây. Thiệt nào ơi. Tôi về. Tôi về hỏi anh em thử quay được không á? Tôi sợ quay YouTube nó phạt. Con Trang đâu vậy? Nói bên ruộng bên Mỹ nè. Mày nó gai ơi. Coi nó chạy á. Coi Trang này, nhanh. Lấy cái lồng lưới này. Từ. Lấy cái lồng lưới bỏ cho nó dễ thấy. Lấy tôi lưới anh Thành. Ở đâu mà mình có Trang tội dữ vậy? Thấy được đứa nhớ tôi bán con, tôi Hiển bán con bên gần nhà sàn mình không? Ê, con Trang đi. Con Trang này coi Trang gấm nè, nó giúp ấy hết nha. Không, ở mình là Trang thường chứ không có Trang gấm gì đâu. Trang gấm không? Tội dữ ta. Còn lấy. Không giữ đâu rồi mà. Đừng chơi luôn. Nó giữ đâu rồi mà. Đây. Từ từ mày đừng có bóp nó, cậu đừng nó. Sao xả giống nó chữa, nó chữa gì vậy? Đưa đây cho. Bỏ gì vô? Cái bỏ cái vô đây vô mấy con gái. Không sợ đấy. Con đang bự chứ chữa gì? Bự ghê chữa. Con đang bự. Không, tôi thấy hình như nó cái hình như nó chữa sao á. Để nó nè, coi đi. Chứ nó chịu ra. Nó chữa hay có gì ta? Không, con đây nó bự vậy á. Coi mấy mấy thanh niên. Nó bự đều mà. Nó bự đều chứ đâu phải là nó ấy đâu. Còn khá nưa quá. Không. Còn nưa mày. Ủa, nó rút cái đầu vô nó mạnh đấy chứ. Mấy lỗ mũi. Hai lỗ mũi thấy không? Đâu. Cái đầu nưa. Có hai lỗ mũi nè. Còn nưa cắn mà chết á. Nưa là mình nưa. Bây giờ tao Nguyễn. Nưa nãy giờ ông Toàn nằm trên ruộng kia có không, gì đây. Không, nó đâu cắn được đâu. Đấy là nưa nó khịt đủ rồi, ấy đâu mà. Nguyễn, cái em mày quay YouTube được không? Này á. Ừ. Hồi trước mình cũng quay mà. Học phép xanh đi anh em ơi. Hôm nay mình quay được chứ còn kênh máy mà lỡ ra bị sự cố. Với lại bữa nay vô xe nhắc bảo tồn á. Phải không? Kênh ta quay được. Kênh của anh thì quay ok. Ừ, anh em. Mập lắm. Nó chữa hay sao hay nó ăn gì không biết. Ủa, ăn cái con gì vậy? Có khi nào đâu. Nó ăn cái con gì không? Cái con gì nó bự nữa. Nó đẹp đâu? Ừ, đẹp. Không đẹp đâu. Làm gió đâu ta? Gió bằng tháng này. Làm gió tháng này bắt chết chứ có đâu mà. Ê, bắt rồi ôm. Thử thách đúng rồi, chết chứ mà. Bây giờ mấy đứa gái đứa nào vô ôm gái tôi thưởng một hôn mát.
Tôi bây giờ sao? Tại ung vô. Tôi hỏi ông này, tôi hỏi kiến ông thì tôi đâu biết đâu. Bỏ cái đầu. Con này nếu quay là cây anh quay được, cây anh bị tác công tiền, nhưng mà bây giờ nó vô danh sách ra bảo tồn rồi. Con này bây giờ sợ có khi nó cũng nhận hàng hiếm á, không biết trang gì. Anh em nào biết trang loại gì bình luận cho anh biết. Đây trang nước hay là trang rừng? Không, tôi nghĩ ngoài đồng thì trang nước hay trang gì? Còn đang mà sinh tồn mà. Cái gì nữa? Còn đang sinh tồn ngoài đồng mà bác đây con trang núi mắc cười ăn. Ừ. Anh em ơi, coi nè. Ủa em ánh này. Không được, đợt trước nhớ là mấy con trang to bạn nam ta. Mà sao cái đuôi nó nhỏ hơn. Nhỏ rồi. Mà sao cái đuôi nó ghê vậy? Nó chữ thì là đang con gì ta tới đây luôn vậy ta. Thì đang chuột ở chỗ sập chuột hôm qua. À nó đi đang màu hôm nay đâu. Nó ăn á. Chỗ sập chuột hôm qua. Nó chữ bụng trên. Nè, chữ bụng trên nha. 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 Chữ bụng trên toàn đúng rồi, nó có thời sinh tồn ra. Ồ anh em, coi nè. Thôi chặt tôi khô miệng. Không, không biết. Mình đừng có quay, mình chặt mình trang bữa trước làm món ngon ghê đúng không? Trang bữa trước anh em làm ngon hơn con mẻng luôn á. Không Hiền ơi, nếu mình không không quay ẩm thực được, mình đem vô hồ cơ khế đi. Đâu, mình tắt camera chứ, mình... Thôi giờ chào anh em nha. Đúng trời mưa mưa nè. Nhất bữa trưa nhiều. Chào anh em nha. Không. Dẹp đi quay live stream gì nữa. Không dạ. Anh em bây giờ nghĩ cái đây mình đem vô hồ khế mình thả được không ta? Không mà thả nó lỡ nó ăn gọn thì to nè. Hồ khế là của gọn. Để mình hại dân nữa. Dạ dẫn với đem vô đây thả đi. Dừng sâu thả đi. Xuống nhờ nó em vô. Không mà đem vô phía sau đem mình trang được trước mình thả tôm thả đập ấy. Nhưng mà trang ở đồng bằng mình vô núi nó sống không? Ở nước mà ở hồ khế mà. Lọ chứ. Lọ nước. Thế là mình đem vô. Ờ khế nước nhiều không? Chứ nước ít sợ gì đâu, ba nó rào. Mình thả đa bàn mình thả luôn. Ừ. Hồi khế ấy là hồi khế nước nhiều không chứ? Không. Nó vô nó bắt mắt rồi. Nước cũng nhiều chứ không biết đâu. Mà nghĩ ai mà thấy con trang này giống đâu. Thôi bây giờ chốt đơn sao? Nó nằm im một chỗ vậy. Nó bò chứ. Một nửa là sào lan, còn một nửa là nấu sợ. Chốt vậy, chốt vậy, chốt sao được? Làm trang lồng tiếp đi. Hành nước dừa. Hành nước dừa. Hành nước dừa. À, bây giờ anh em mình thì lạng do rồi. Thôi dẫn với đem thả đi. Nói chung là anh em mình thiếu gì cá để mình quay mà bề hôm, nhưng bề hôm anh em còn làm YouTube. Đâu đâu, bây giờ tét mé chứ. Bề hôm mình làm YouTube mình quay thoải mái chứ. Bây giờ thiếu cái nữa mới dầm rượu trăm ngày hôm qua nữa. Đâu để anh đầu tư 2 ngàn được, anh em mình xếp mình la xem chút mình hơn rồi em hoài. Không, bây giờ tôi kênh tôi cũng còn máu này, tôi về tôi hỏi ý kiến ông cho kỹ này. Thôi dẫn thả đi tạm. Nên tôi cũng không dám làm, sợ nó phạt khổ luôn. Không phải phạt nhưng mà thả đi. Thím đó. Rồi bây giờ chốt đơn là vô hộ khế phải không? Anh Tiên nhớ đem ruộng nhà em ngay trại. Bây hôm chú bay cầu cắt trang to như cái đùi không? Đúng rồi. Cắt đem lúa nhớ không? Ê, anh cũng hiền nghe. Không, hiền thì thở chứ không không làm thịt. Sao nó hiền nghe? Ê, con này mà nó quắn con bò chết luôn á. Làm cố. Ê, bự rồi chứ. Vậy nha, ở đồng bằng mình vậy chứ mình cũng gần núi là nhiều khi là trang tiên núi nó bạn xuống dưới ruộng mình mà bình thường á. Xuống giờ đâu? Xuống giờ. Đây chuột, đây chuột á. Thôi tôi về tôi nuôi đi. À nuôi. Bỏ làm xác nuôi. Không, không tin dữ đâu, nuôi cái bụng á. Một tầng cho nó ăn con gà là được. Mà sẽ đuôi lại ta. Anh ông Trang cái đuôi vậy sao chứ. Nói chung là chú Toàn kênh Toàn nó mới mở thì nếu nó có cơ hội như thế này thì cho nó thả đi. Con rờ đuôi chút kìa. Cho thả cho nó có cái hên đi. Anh em ủng hộ Toàn đang. Đuôi nó nghi đúng không? Nãy tôi rờ cái thụt lại cái kêu cho rờ đuôi chút kìa. Cái đuôi nó mạnh lắm này, cái đuôi như nó quấy bụng không ta. Quấy luôn không? Mình nghi vậy á. Chuẩn bị thở mà cho ta rờ đầu chút nha. Chuẩn bị thở mà. Bỏ tá này. Hây. Đừng có khịt nha. Ồ, ly lửng luôn. Ly lửng luôn, ly lửng luôn. Đừng khịt nha, chuẩn bị thở đi á. Chuẩn bị thở đi, đừng khịt nha. Nhưng mà anh em mình lượng thứ đây là đây là con trang gì? Anh em nào biết không? Không nha, mình lượng thứ nha. Thao thở đi. Nãy giờ tưởng nó hung nó khịt nó kéo là. Đây là ai đâu nó xảy ra mà. Không biết nữa. Không, anh em trên mạng nhìn là biết. Thôi bây giờ anh em mình cũng tranh thủ mình vô mình thả với trời tối rồi. Anh em ơi, bán em định vô hồ khế em tưởng bên em mùa mưa là nó nước nó nhiều để nó động, rồi nó bơi đâu nó ở mà bây giờ bán em đang câu cá đồ gần kia là mình thả xuống là người ta bắt á. Quá trời cần thủ luôn. Cần thủ cỡ đó là con trang to là người ta bắt vậy. Cần thủ quá bây giờ mình để em rừng thì cũng được, để em rừng thì nó cũng trẻ. Rồi nó không có đường đi đâu. Đâu đưa tôi. Mình định vô đây mình thả mình cho nó sống mà nước cạn chứ cần thủ nhiều quá bị thả là mấy cần thủ rình rập anh, là cần thủ bắt liền à. Chỗ đây là mà bò thủ nữa. Chặn bò. Bây giờ chặn bò. Mình nghĩ cái số phận của con Trang đây là nó hơi bị xui này. Không, chưa xui đâu, để giao tôi. Dũ gì mày nuôi Dũ. Để tôi về tôi đưa cho ông cậu tôi ông nuôi. Ừ. Còn mà ông nuôi thì đưa tôi nuôi trong chỗ khác. Hứa là nuôi nha. Nuôi mà. Giỡn chứ thấy nó tậu á, ông đậu ăn về.
hai ông nó hiền khô mà. Xấu nó mình đem vô hộ khế mình thả. Đây là nhỏ nhỏ ăn nhưng này to. Mà ông nào mà thịt đâu. Nhà ai mà sảy là tới liên hệ tới Vũ nha. Cũng có khi ai nuôi sảy. Bây giờ muốn biết con này con trăng nuôi hay là trăng tự nhiên dễ lắm. Bây giờ mình phải làm thịt. Nếu mà con trăng tự nhiên thịt nó ngon lắm, nó dai như con đạn á. Trăng tự nhiên á là trong ruột nó ít mỡ. Ừ. Mà trăng nuôi á là trong ruột nó mỡ không à. Mình phải thử nghiệm mới được. Quay đầu hồ khế quá đẹp luôn anh em. Chắc bữa nào mình vô làm chuyến 24 giờ 24 giờ đủ xung quanh hồ luôn. Chạy vô chỗ kia làm bữa biết chỗ cổ. Biết chỗ đấy mà. Wow, cần thủ câu cá quá. Trăng này gọi là trăng gì ta? Không biết nữa. Ê, mờ má ơi. Nhìn nó đậu quá đừng làm thịt nó không ơi. À làm thịt đâu. Thôi thả đi. Nhưng mà không có chỗ thả ở quê mình, bây giờ nó ít rừng ít rẫy không có. Bây giờ con thả đây, giờ con hỏi thiệt chú, bây giờ con thả đây rồi chú bé không? Chú thấy chú con đuổi đây rồi bé. Ừ. Chú đuổi thiệt không? Rồi thiệt chứ nó giỡn bên em. Người ta thấy hoài con đuổi vậy. Ê chú đuổi cho mấy ông kia bác nè. Có thả qua cái gấp kìa ta. Không được đâu, thả là người ta bắt liền. Nó khô, nó lạnh quá lắm nha. Lạnh không? Nó lạnh. Có cần thủ về, có cần thủ về rồi. Nước dưới đây là nếu có chỗ sâu phải là hơn 10 mét ở đây. Không, nói tóm lại bây giờ về đi. Bây giờ ta chay đi. Vô trong kia thả. Không thả đây nó to rồi, nó bự nó không lên bờ rồi, người ta thấy người ta bắt à. Vô kia thả. Không được. To quá mà. Vô núi phải đi núi sâu rồi chứ. Ai vô sâu cái này chứ sao. Không được đâu, con này bây giờ không biết. Mượn đây trăng đồng thả núi nó ấy không? Trăng núi trăng đồng cũng không biết. Trăng đồng mà bé ngoài đồng mà. Thôi này đi. Ê con trăng về làm sao nó bò đâu? Cho nhanh ta. Sao nó bò được nhanh nó trốn được hay ta? Nó phục kích nó bắt màu nó phục kích chưa? Mà sao nó trốn ở đâu để thoát được người được hay ta? Để vào số phận cho tôi. Bây giờ còn bó tè luôn á. Giờ sao ta định vô trong hồ khế mình thả nó bây giờ cần thủ nhiều quá với nó. Để từ từ anh em bàn tính lại xem đi. Còn không mà nếu khó quá mình cho vô nầu. Có đâu. Cho Vũ về cho cậu nuôi. Nào để tôi. Con nuôi không? Nuôi là lấy gì nuôi? Để cho anh em nha. Để đi. Thôi vậy cho Vũ về cho cậu nuôi chứ bây giờ cũng chưa biết đường không. Chứ bây giờ thả đi bây giờ nó cũng bắt là. Sao bây giờ Vũ quyết định là sao đây? Nuôi. Nuôi phải không? Nuôi. Rồi đem bỏ vô cái lồng sét kia nuôi. Có làm không? Có làm không? Con trang em một tháng đang bụng gà cũng không có gì đâu. Một tầng ăn hai tầng cũng được. Cho nó em một con rồi. Đâu okay. Đừng làm thì nó đậu không? Sao Vũ quyết định là chốt đơn phải không? Vậy nuôi không? Ê nhưng mà hỏi thiệt nè, con trăng này có khi là người ta bị sảy không? Nếu ai sảy tới trả người ta chứ này cái đuôi nó cục cục có ghi. Ai sảy thì ta kiếm. Này cái đuôi cục cục có ghi là trăng người ta nuôi nè, cục cục nè. Phải không? Hay sao hay là nó ăn cái đuôi nó cục. Sao cái đuôi cục của ta? Không biết. Thằng trăng đuôi nó cục chứ làm gì nó nhọn. Phải không? Con trăng làm sao đuôi nó nhọn được? Cũng có khi là người ta nuôi người ta bị sảy nữa. Bây giờ tôi nói thiệt, muốn biết thiệt là phải làm thịt mới biết con trăng thiệt đang trăng giả. Thiệt trăng thiệt là ăn ngon lắm mà trăng giả ăn dở ôi bè. Thấy bự quá là thịt nó ngắn mà. Dở bự quá làm thịt dở phải. Thấy tẩu. Bữa mình làm con nhỏ con đại. Nhỏ nhỏ được chứ to á. Thấy tẩu quá. Khỏi đi. Sao? Trên đầu nó có chữ thập nè. Sao đưa tôi. Ê ơi, hôm nay mình làm chuyến 72 giờ mà bây giờ mình bắt con trăng về mình hỏi kiếm anh em thôi. Bây giờ mình chốt điêu là mình làm chuyến 60 giờ nha. Ê, nó bị liền không mà sao nó bò không nấu? Nó mình nói đâu. Nó dễ nó chậm nhẹ. Chứ không phải là thả nó bò sao bắt được nó? Chưa tới giờ. Thả nó bò thử coi nhanh mình giờ ở dưới nước nó bao nhà đâu. Đâu. Không, không mày nghĩ thả nước là không ai bắt được đâu. Thả nước được không? Không ai bắt được đâu. Tôi thiệt á. Nước nó bao nhà. Người ta canh tới tấu thả lên bờ. Ai mà canh tới tấu cái hồ động ghê mà ai mà đi theo nó. Sao thả nước không? Thả nước đi. Tôi nghĩ mình đi thở nó hay hơn á. Thả nước mà là người ta bắt nữa. Thì sao đâu? Thả tùy thôi chứ. Thả đi. Thả bây giờ người ta bắt ăn thịt mắc tội. Không có bắt được đâu. Thả đi. Thả biết quyết định cũng còn biết thả đâu. Thả đi. Anh em ơi. Nói chung bây giờ mình xuống đây mà mình thả đi. Thả đi nó bao ghê lắm. Bao mạnh không? Phải bao mạnh nha. Bao chậm hay bắt được thì mình bắt nha. Ừ. Nếu mình chậm thì mình bắt về. Đúng không? Còn nếu mạnh thì mình thả. Cầm đây. Nó xuống nước làm như cá gặp nước gì là phải đơn giản đâu. Tôi nghĩ mấy ông cần thủ là mấy ông nhắc đáng hết chứ ông kẹm chứ không có ông nào dạng đâu mới sợ. Wow, mưa quá anh em ơi. Chúng mình vô đây thả mà mình không nghĩ nước trong đây hôm nay nó cạn dưới không biết. Họ cần thủ, một số cần thủ ra đi về à. Có khi trước rồi con nữa không Toàn? Bồ nặng nha. Nghĩ xuống lành lắm nhưng mà đơn giản đâu. Mạnh không? Mạnh. Không, xuống nước là phái liền phải không? Phải không? Từ không? Ồ. Anh em thấy không? Cái hồ cũng to chứ. Thấy vậy nó xuống nước nó lành như tép hay gì? Hồ đây bự à, thay thang rồi. Đi. Tao khôn nha. Khôn mới lặn cho tao từ toàn cắn ngửa toàn từ ba nó từ toàn. Chặt quá. Tự đưa cái đầu ra trước chứ. Tự đuôi ra. Cắn em. Từ ai vô.
Đợi bình tĩnh. Để cho nó bao cho đẹp. Hai từ. Tao chìm luôn. Đi ra nó quá. Lạng liền không? Không lạng sắt đá luôn không? Bà đi, bà vô không vô. Không. Dúng y thùng luôn á. Ừ. Không. Thôi đi con. Không lạng liền không? Đâu phải đơn giản đâu mà. Chìm im im im. Im im im. Im im im. Im im. Mấy kia chưa biết gì đâu. Mấy mấy mình kia nó không biết gì đâu. Im im. Im thấy vậy. Không mày. Không ai biết được đâu. Nó xuống nước lành lắm. Im mà mấy kia không biết gì đâu. Quay toàn thể cho anh em thấy nè. Để mình thả nó đi chứ không anh em kêu bắt lại. Thấy không? Như con răng nước á, mình thấy trên bờ nó chậm với nó ở dưới nước là nó lạnh như tép liền. Im lặng nghe, đừng cho ai biết là người ta không biết mình thả đâu. Không lặng. Anh em quay camera quay cho gấp rộng cho anh em thấy. Đang mưa cho anh em. Cái hồ nó to như thế. Mai mốt nó sẽ thành là con thuồng luôn. Anh con thuồng luôn. Con lươn nó mới thành thuồng luồn nhá. Ở đây cầu cá nó có ăn ấy không đợi. Trăng mà nó đâu qua. Đây cầu cám mà. Đù anh nào mình câu giật đúng. Anh chèo luôn. Chè bảy gò. Không, cần này có không giật nổi con tăng này đâu. Mạnh lắm, mạnh lắm. Thấy nó bò chân hiệu này. Ồ, anh em thấy không? Đâu đi mất tiêu đâu. Nó lạng một phát một là bây giờ mình đâu biết nó ở đâu mà phải dễ bắt. Bây giờ bây giờ cho anh em cho là anh em chục anh em luôn bây giờ giấy coi mấy con đang ở chỗ nào. Hôm nay mình làm tiêu rồi. Lạng gốc đó. Đi sao thấy được nó được nó xuống nước làm như cá gặp nước mà đâu phải đơn giản đâu mà. Không thấy tên hư luôn đâu. Nó lạng mất. Đúng rồi. Không bây giờ mà biết nó chỗ nào vậy. Cho Vũ 10 triệu xuống tìm. Bây giờ cho anh em 10 triệu luôn á. Không ai biết. Ê, mấy anh bên kia chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Không biết đâu. Mà bây giờ thấy nó cũng làm gì biết nó chỗ nào đâu mà bác. Còn càng nó bò tới cái chỗ anh đang câu cá. Anh em thấy không? Nó lạng mà không thấy tem nó đâu mà biết. Kể từ bây giờ thằng Trạm không bao giờ dám vô hội khế sinh tồn hay là quay phim nữa. Bữa nào rủ vô tem. Đi thấy lạng có không? Không thấy tem hai đâu. Sao nó ngắm mình lấy hai ta? Sao nó ngắm lấy hai ta? Cái hai nó dài lắm chứ. Im ngầu ngầu coi thử cái hai nó lên chỗ nào. Cho vợ cho mình xác xác rồi đó. Đâu? Đâu? Cái này. Lạng liền không? Mà chỉ ngay lạng liền. Im. Không. Nó ngép lên, nó ngép sơ cũng khôn nhưng mà nó bao nguyên người rồi. Có khi nó copy nó dòm ấy như lính nhà công á. Không, có khi nó chờ chuẩn bị nó bò vô con bờ. Nó vô bờ nó đi cho tấu nó mới vô bờ nó lên rừng chứ. Nó đi vô sâu trong kia chứ nó khôn chứ đâu phải. Không phải có trí khôn nó chứ đâu phải nó sống lâu. Nó khôn mới to như vậy chứ nó nhỏ thì nó đâu có to được như vậy đâu. Nó ngu rồi nó khôn đâu được bị ông bác rồi. Rồi anh ơi, mình chắc mình cũng xin dừng clip tại đây nha. Không tự đứng coi thứ nó chè đâu, coi thứ nó ngáp lần nữa coi. Nó chào mình cái nó chi. Ồ, camera quay cái hồ cảnh hồ khế này. Cái hồ này trong cho nước nó lớn này, chuẩn bị tắm mưa nước lớn này là nó thoát à. Nước lớn này là nó ở đây nó muốn eo đi. Nước lớn này nó ngập lên cao. Hồi nãy con lấy con răng đực hay răng cá vậy? Ai biết ẩu. Nhưng mà nó ngáp đầu như răng nước này cũng không ai thấy. Hợp liền. Nó ngáp cái đầu như trái củ hạnh mà. Ngáp là mũi lắm. Thì là trên rừng nó xuống nó bao chết đuối. Ê, chàng em chết đuối đâu. Nó biết bao chết đuối đâu. Vũ, ra dớt. Ra dớt nó chết đuối đâu. Ủa nó bao vô kìa. Đâu. Nó đi đường vô, đang vô luôn. Thì đang đài vô á. Nó vô lại tìm mình không? Nó vô lại bắt nó lại về nuôi. Vô tới đây rồi nè thấy không? Đâu? Cái đường nước này hả? Đâu đang vô đây. Nhưng mà không bắt nó được đâu. Anh em ơi, nó ngáp lên cái chút xíu xịu nhục đá nè. Sao giống răng nước? Hôm nay làm như răng nước mà thấy nó. Hôm nay bắt được nó đâu. Như là có bắt nó phải có thuyền lớn mới bắt nó chứ. Có chép chút xíu. Chị mấy ông mấy ông thấy bữa trước mấy ông hình sự kia bắt ông kia ông bài dưới nước. Ông bài nước một xíu rồi ông bài sát bên rồi bắt ông còn được không? Nó thò cái cục như cái chanh làm như cái chanh. Không biết được nó đâu rồi. Thôi anh em ơi. Bây giờ mình về mình do toàn nó có cái tâm tốt cho nên anh em mình bây giờ quyết định mình sẽ về mình đừng có sát sinh con trăng đi, mình làm hai con gà đi bây giờ mình nhậu. Dạ rồi, hai gà thay chỗ đúng không? Hai gà thay chỗ. Không, mình cũng đừng làm gà mà vô chợ mình mua. Làm đâu. Để người ta làm sáng không? Ừ. Ê nó ngáp lên nè, nó muốn chào lũ ba đầu kìa. Chào đi. Ê nó ngáp lên nó nhìn gì? Nó ngáp xíu xíu à. Ai mà thấy được. Không. Khi nó bao mệt nó đi về nửa tiếng theo cái đi về nửa tiếng theo cái đèn hình Facebook bán được mua không. Ê, từ toàn đang có 3-4 ngày hãy đăng clip để chờ trang nghe nó mạnh nó đi đá rồi hãy đăng nghe. Ok rồi, bây giờ mình xin dừng clip ở đây nha anh em. Không con này không dễ bán.